Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT Khám Phá. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính như sau. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nước biển biến mất ở đảo Mandalika, Indonesia. Một hiện tượng tự nhiên bất thường đã xuất hiện trên bờ biển của đảo Mandalika. Nước biển trong khu vực đột ngột rút đi, hàng trăm mét khối nước biển đã biến mất. Đoạn video do tài khoản Instagram có tên Dorabi đăng tải. Khi thủy triều xuống, người đàn ông chủ nhân của video cho biết dường như biển đã biến mất. Ông gần như không tin vào mắt mình. Mọi thứ chỉ còn là cát. Những chiếc thuyền của ngư dân bị mắc cạn, đang ngồi trên cát. Nhiều người cho rằng có khả năng một thảm họa nào đó sắp xảy ra. Sự việc nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Chúng liên quan đến kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ Bandung, ITB, được đăng trên tạp chí khoa học Nature. Phần đầu đề tài nghiên cứu có đề cập đến việc có khả năng một cơn sóng thần 20 mét sẽ đổ bộ xuống phía nam đảo Java. Vậy là mâu thuẫn với bài nghiên cứu vì nước biển biến mất ở đảo Mandalika. Cũng có người khó chịu vì sự kiện thủy triều mà lại nói rằng liên quan đến sóng thần. Hiện chưa có lời giải thích hợp lý nào cho sự kiện trên. Xoáy nước tử thần. Một video quay lại về sự tồn tại của các dòng hải lưu ở vùng biển Anuro của Indonesia. Trong video, dòng nước tạo thành một dòng xoáy lớn chảy bao quanh biệt lập với dòng chảy bình thường vốn có của nó. Video được đăng tải vào thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Được biết, đây là hiện tượng dòng xoáy tử thần hay dòng chảy xa bờ. Nó là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn chết người khi đi tắm biển. Dòng chảy xa bờ là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển. Sóng sẽ đánh và đưa nước biển vào bờ. Nhưng khi nước biển được liên tục đưa vào bờ, thì chúng tập hợp lại thành một dòng đi ngược ra biển. Dòng nước biển đi từ bờ ra biển này được gọi là rip hay rip current. Dòng chảy xa bờ có thể lôi người ra xa bờ với vận tốc lớn hơn một vận động viên Olympic. Trong một phút có thể bất ngờ cuốn xa khoảng 100 mét. Nơi có nước xoáy thường trông giống như chỗ an toàn cho người bơi lội. Vì không nhìn thấy có sóng lớn nên nhiều người thường không cảnh giác. Hầu hết mọi người không biết cách nhận ra nơi nhiều khả năng có dòng chảy xa bờ, dòng nước tử thần, hoặc không biết họ phải làm gì khi vướng vào tình cảnh nguy hiểm này. Những xoáy nước tử thần lớn nhất trên thế giới phải kể tên lần lượt như sau. Sjostrommen ở Bodø, Na Uy có dòng hải lưu thủy triều mạnh nhất thế giới, cứ 6 giờ một lần. Lực nước biển lên tới 400 triệu mét khối nước qua eo biển dài 3 km và rộng 150 m, với tốc độ nước có thể lên tới 41 km/h. Xoáy nước Naruto ở eo biển Naruto đi ngang qua Tokushima và đảo Hyogo, Nhật Bản. Dòng hải lưu ở eo biển thuộc vào hàng chảy xiết và mạnh nhất Nhật Bản và chảy nhanh thứ tư thế giới. Những dòng xoáy nước có thể thấy từ trên tàu hay từ cây cầu Naruto bắc ngang qua eo biển. Xoáy nước Niagara dọc theo sông Niagara nằm ở biên giới Mỹ-Canada. Nó nằm ở Niagara Rock, hạ lưu thác Niagara, độ sâu nhất của những dòng xoáy có thể lên tới 38 mét. Đứng tìm, cảnh cụ ông xuống núi bằng đầu. Gần đây một cụ ông có tên Zidu Antolay Antonovic, 70 tuổi, người Nga, đã có một màn trình diễn tuyệt vời từ trên một vách đá thẳng đứng ở khu bảo tồn thiên nhiên Stobi. Cụ ông xuống vách núi tiếp đất bằng đầu trần một cách an toàn mà không có quần áo hay bất kỳ đồ bảo hộ nào, thậm chí dây thừng cũng không có.
hoàn toàn là dựa vào khả năng của bản thân cụ. Cụ dùng tay để kiểm soát tốc độ và di chuyển theo kiểu người nhện. Mọi người sau khoảnh khắc kinh ngạc và căng thẳng đã vô cùng vui mừng khi cụ tiếp đất thành công. Sau màn trình diễn đứng tim, cụ ông còn thể hiện sự mềm dẻo bằng cách giọt chân. Vụ nổ nước biển. Một video đã đăng tải tại vùng biển ở Đại Tây Dương đột nhiên bùng nổ với những cột nước sụp sôi, trắng xóa. Mỹ ghi nhận vụ nổ đã gây ra một trận động đất với cường độ 3,9 độ Richter, cách bờ biển Florida khoảng 161 km. Khi điều tra thêm về vụ nổ, người ta phát hiện hóa ra nó là kết quả của cuộc thử nghiệm tàu mới của Mỹ. Đạn bắn thử với cân nặng 18.144 kg đã tạo ra một cột nước lớn nhất ở Đại Tây Dương. Kinh ngạc trước cảnh tượng, đàn kiến hàng trăm con nối đuôi nhau chạy vòng tròn cho đến chết. Theo lời kể của chủ nhân video, buổi chiều hôm đó khi anh bước ra sân sau của nhà mình, thì bất ngờ trông thấy một đàn kiến hàng trăm con đang nối đuôi nhau thành hình tròn và di chuyển với tốc độ khá nhanh. Ở giữa vòng tròn là một tập hợp những con kiến khác, có con vẫn còn bò, có con thì lại nằm im bất động. Đàn kiến cứ liên tục di chuyển một cách kỳ quái như vậy, mặc cho rất nhiều con đã kiệt sức và chết dần chết mòn. Quá khó hiểu trước cảnh tượng hiếm thấy này, người đàn ông đã lấy điện thoại ra và quay lại rồi đăng lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giải thích. Đoạn clip sau khi đăng tải chưa đầy 1 giờ đã có người lý giải rằng đây chính là một hiện tượng hiếm gặp có tên gọi là cối xay kiến hay vòng xoắn tử thần. Thông thường các con kiến sẽ bám đuôi theo đàn bằng cách nhận diện mùi tiết ra của kiến trinh sát đi trước. Tuy nhiên, đôi khi sẽ xảy ra trường hợp một nhóm kiến bị lạc khỏi đàn và mất dấu hiệu mùi. Lúc này, những con kiến lạc sẽ bám theo sau lưng nhau và di chuyển thành vòng tròn. Vì đây là một vòng lặp lại bất tận, nên chúng cứ di chuyển liên tục như thế cho đến khi chết vì kiệt sức. Vòng tròn chết không phải phổ biến với các loài kiến, nhưng thường xảy ra ở loài kiến mù như là kiến quân đội. Chúng vốn là loài có kỹ thuật bầy đàn rất tốt. Nhưng cũng chính sự dập khuôn trong kỷ luật đó đã vô tình trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết hàng loạt của bầy kiến khi mắc vào vòng xoắn tử thần. Sự cố hy hữu của tàu chở ô tô. Tàu chở ô tô là một trong những phương tiện thường được sử dụng để vận chuyển ô tô đến các nước khác nhau trên thế giới. Các tàu chở ô tô thường có 8 khoang khác nhau để chứa ô tô. Tuy nhiên, đôi khi các khoang tàu sẽ hết vòng và người phụ trách phải bổ sung thêm một khoang trên ngay boong tàu và ô tô sẽ không có mái che hay bất cứ thứ gì bảo vệ. Khi ở trên boong cao nhất và tình huống tồi tệ có thể xảy ra. Trong video là một ngày yên ả và tốt lành trên biển. Thế nhưng tất cả đã tan vỡ khi màn đêm buông xuống. Ô tô trên mũi tàu đã bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng như thể muốn nuốt chửng mọi thứ trên boong tàu. Toàn bộ ô tô trên boong bị đốt cháy. Sáng sớm hôm sau, mọi thứ còn lại đều bị rỉ sét do nước biển tràn lên, cảnh tượng thật tan hoang. Nguyên nhân được đưa ra là do nước biển có muối đã tràn lên boong tàu, ngấm vào bộ phận ắc quy, pin xe, gây ra hiện tượng bắn tia lửa điện, đoạn mạch điện và dẫn đến thảm họa. Vỡ đập thủy điện Hồ Đan Láp, hạt Guadalupe, Texas.
Vào năm 1931, một đập nước đã được xây dựng ở hồ Dunlap, hạt Guadalupe, Texas để sản xuất thủy điện. Thế nhưng, đến năm 2019, các hoạt động sản xuất thủy điện ở hồ này đã bị ngừng lại. Do ngày 14 tháng 5, đập thủy điện đã bị vỡ khi tròn 90 tuổi. Toàn bộ nước hồ đã được giải thoát và chảy vào sông Guadalupe. May mắn, camera an ninh đã ghi lại kịp thời khoảnh khắc cuối cùng đập bị vỡ. Kính thưa quý vị, bản tin khám phá hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Quý vị cảm thấy ấn tượng với thông tin nào nhất? Mời để lại ý kiến của quý vị ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề khám phá tiếp theo.